Bây giờ, để đi vào chủ đề của ngày hôm nay, bản tin của Trung Đông. Các quý vị biết là Trung Đông đã trở thành tâm điểm của thế giới, đặc biệt là những cái sự kiện nó liên quan trực tiếp đến Hoa Kỳ. Ukraine và Nga nó không liên quan đến Hoa Kỳ trực tiếp, nhưng Do Thái thì hoàn toàn khác. Vì Do Thái là đồng minh của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy được cái sự khác biệt, cái hành động của Mỹ so với hành động của Mỹ ở Ukraine. Mỹ yểm trợ cho Ukraine chỉ là tiền bạc, vũ khí. Nhưng Mỹ sẽ không điều động khí tài quân sự để mà yểm trợ trực tiếp. Nhưng đối với Do Thái thì hoàn toàn khác. Trong nhiều cuộc tấn công đến từ nhiều thế lực, từ thế lực Hezbollah, rồi thế lực Iran, thì Mỹ đã đóng một cái vai trò yểm trợ, bảo vệ không phận của Do Thái rất là lớn. Mà không riêng việc về Mỹ đâu, cả Anh Quốc cũng vậy. Đợt trước Pháp cũng làm điều đó. Có nghĩa là Do Thái có một cái sự ban giao thân thiện, Do Thái có những cái đồng minh rộng rãi, trong đó không chỉ có Mỹ, có Anh Quốc và có Pháp. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Netanyahu ngày hôm nay sắc mặt đã thay đổi. Bài phát biểu của Netanyahu chỉ trích vào Tổng thống Pháp, chỉ trích đường lối chính phủ của Pháp một cách nặng nề. Chuyện gì đã xảy ra? Từ đó tới giờ, giữa ban giao của hai quốc gia khá là thân thiện. Pháp và Do Thái, tình cảm cũng rất là tốt đẹp. Nhưng hình như cái sự mất bình tĩnh của Netanyahu, lý do nào dẫn đến điều đó? Gần đây thì Tổng thống Pháp cũng nguyên có một bài phát biểu. Ông ta cho rằng là ông ta sẽ không ủng hộ Do Thái tấn công vào Gaza. Và từ giây phút này đất nước Pháp sẽ không viện trợ buôn bán vũ khí với Do Thái nữa. Và kêu gọi nhiều quốc gia khác hãy làm tương tự như vậy. Khi lúc đó Do Thái vẫn tiếp tục tấn công ở tại Gaza. Lý do Pháp nêu lên điều đó là bởi vì sự tấn công của Do Thái nó đã dẫn đến quá nhiều người dân thường đã thiệt mạng. Các quý vị biết là Gaza đó là một cái vùng đất, những cái kiến trúc nó khá là sơ sài, và người dân ở những cái tập trung, những cái nơi đông đúc, chỉ cần bắn vô một cái tòa nhà là nó sập. Và mỗi lần nó sập như vậy thì biết bao nhiêu người đã tử vong. Trong đó tất nhiên là có lực lượng Hamas, nhưng cũng có là người dân thường. Khi lúc đó chúng mình nói Hamas trà trộn trong dân, nên là cái điều đó khó thế nào mà tránh khỏi vấn đề người dân phải thiệt mạng. Và Tổng thống Pháp đã lên án cái điều này trong thời gian vừa qua và kêu gọi hạn chế tối đa, giảm bớt đi thương vong. Nhưng cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Gaza, dẫn đến đất nước Pháp phải có lên tiếng. Và Tổng thống Pháp đã lên án và kêu gọi là chính bản thân của Pháp sẽ không yểm trợ, không giúp đỡ nữa. Và Pháp kêu gọi những cái quốc gia khác, đồng minh cũng làm lên tương tự như vậy. Sau bài phát biểu của Tổng thống Pháp thì tất nhiên những quốc gia Trung Đông ca ngợi, ngất lời. Đầu tiên nhất là ông Liban. Sau ông Liban là ông Iran. Sau ông Iran là ông Iraq. Sau ông Iraq là Jordani. Rồi Egypt, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Arabic Saudi, nói chung là những quốc gia Trung Đông. Không có quốc gia nào mà không vỗ tay hoan nghênh Tổng thống Pháp hết. Nhưng mà làm hài lòng những ông Trung Đông thì sẽ làm mít lòng ông Do Thái. Cuộc đời mà không thích nào, không có thể nào trọn vẹn được hết. Cuộc đời không thể nào trọn vẹn được hết. Không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người được. Làm hài lòng ông A sẽ mít lòng ông B. Cuộc đời là như vậy. Trong Nguyên nói, cả Chúa, cả Phật là những người đã hy sinh cho nhân loại. Phật là những người đã khai sáng cho nhân loại, tìm cho con loại một chân lý sống và để thoát đi cái khỏi khổ ải trần gian. Chúa là người đã hy sinh máu xương của mình để thức tỉnh nhân loại. Nhưng những vị, Nguyên kêu là những vị đấng tối cao này còn chưa làm được hài lòng mà. Huống chi con người chúng ta nhỏ nhoi, cũng giống như Nguyên thôi, có người thích, người không thích, có người ghét, có người yêu, đó là chuyện bình thường mà không thể nào làm hài lòng. Bài phát biểu của Tổng thống Pháp đã dẫn đến cái sự phẫn nộ của ông Netanyahu, đó là Thủ tướng Do Thái ngày hôm nay. Netanyahu đã lên tiếng ngay lập tức. Ngày hôm nay thì trên trang mạng Facebook của Netanyahu đã đưa ra một cái đoạn video và chỉ trích đất nước Pháp. Và cho rằng là đất nước Do Thái đang ở trong một cái giai đoạn lâm nguy. Ít nhất là 7 thế lực. 7 thế lực, mà kêu là 7 thế lực
độc tài, ác độc. Khi lúc đó Do Thái đang phải đối đầu với nhiều mặt trận, một cái đất nước đang bảo vệ chủ quyền, quyền tự do của mình. Đúng ra những quốc gia tư bản, những quốc gia đồng minh, những quốc gia phương Tây biết giá trị tự do, phải bảo vệ Do Thái. Nhưng ngược lại, thực sự là Pháp xấu hổ cho Pháp. Và không phải Pháp không, còn nhiều quốc gia có suy nghĩ điều đó. Ông Netanyahu đã có những cái lời nói khá là chỉ trích, rất khó khăn nhắm vào Tổng thống Macron ngày hôm nay. Có nghĩa là bàn giao giữa Pháp và Do Thái đang ở trong giai đoạn khó khăn. Nhưng tại sao Tổng thống Pháp phải làm điều đó? Bản tin thì Nguyên nghĩ ít hay nhiều các quý vị đã nghe vì nó quá nóng. Nhưng mà có ai biết được lý do nguyên nhân mà tại sao Tổng thống Pháp lại làm điều đó? Phải chăng là Tổng thống Pháp thương yêu người dân Palestine, Gaza? Không phải. Không phải. Phải chăng là Tổng thống Pháp đang cần sự giúp đỡ đến từ những quốc gia giống như là Qatar, Arabic Saudite nào đó? Cũng không phải. Cái lý do mà Pháp đã nói lên nghiêng về phía bên Palestine vì Pháp sợ. Nó đơn giản vậy. Pháp sợ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Mình sợ mình phải nói nhỏ nhỏ. Chứ nói lớn người ta biết mình sợ thì sao? Pháp sợ. Pháp sợ bị khủng bố. Pháp sợ bị những thế lực ủng hộ Palestine trong đất nước Pháp, nó sẽ đứng lên, nó quậy, nó phá. Hiện bây giờ chính trị của Pháp nó đã ở trong một cái giai đoạn nó hỗn loạn. Thủ tướng mới vừa bầu, ông mới vừa đuổi người trước, mới bầu lên chưa xong. Hiện bây giờ đất nước Pháp chính trị nó rối bời. Hiện bây giờ mà đứng lên phát biểu ủng hộ Do Thái một cái là mấy thằng Trung Đông ở Pháp nó quậy. Nó quậy. Nên là không có đường nào lựa chọn hết. Tổng thống Pháp nguyên ổng ta cũng khó xử lắm. Làm tổng thống không có hề dễ. Ổng khó xử lắm. Nên là bây giờ ổng muốn dàn xếp nội bộ trong đất nước của ổng không bị những sự khủng bố, không bị sự tấn công, không bị những cái thế lực nghiêng về phía bên Palestine nó giật dây chính trị. Thì cái điều duy nhất ổng phải làm đó là ổng phải có bài phát biểu ủng hộ Palestine. Nó đơn giản là vậy thôi. Vì ổng sợ. Cái điều mà Nguyên rất là thắc mắc, các vị biết, các vị đến châu Âu, đặc biệt nước Pháp, các vị sẽ thấy một người đen, hai người thổ, một người Pháp. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị thấy da màu nó nhiều hơn da Pháp, đúng không? Nếu các vị nào đi đến Paris hay những thành phố ở Pháp, các vị đi du lịch đó, thì các vị sẽ thấy vậy. Xuống sân bay một cái mình thấy, ồ, hai thằng Trung Đông, một thằng đen, chỉ có thằng Pháp thôi. Hiện bây giờ Pháp là tiểu số. Nha. Dân Pháp bây giờ là tiểu số so với dân di cư. Nên là các quý vị phải thông cảm. Thông cảm. Các quý vị cứ cần xuống sân bay thôi. Cho Nguyên nói các quý vị vừa xuống sân bay, mới vừa hành lý đáp xuống sân bay. Các quý vị, nếu mà các quý vị không đi du lịch ở Pháp, các quý vị không biết nước Pháp như thế nào, thì nhìn cái đội đá banh của Pháp thôi. Cái đội đá banh của Pháp nổi tiếng quá mà. Mở ra cái đội đá banh của Pháp có bao nhiêu thằng trắng. Còn cái đội đá banh của Pháp nó có bao nhiêu thằng trắng. Đơn giản là như vậy đó. Các quý vị không cần phải hỏi nhiều. Cứ nhìn đó là các quý vị biết được là đất nước Pháp như thế nào. Bây giờ Nguyên nói là cái người gốc của Pháp thì Nguyên cũng chẳng thấy là bao nhiêu người gốc nó bị lai hết rồi. Nên là cái tầm ảnh hưởng của những cái thế lực Trung Đông nó bị tác động đến chính trị của Pháp rất là lớn. Đặc biệt là nước Pháp có một cái, có cái máu là máu biểu tình, máu chống đối chính phủ. Nguyên cũng bị ăn sâu với cái máu đó. Đó. Nên là trong một cái bối cảnh mà nếu Pháp có những cái hành động mà ủng hộ Do Thái thì bảo đảm với các người đất nước Pháp sẽ loạn. Đất nước Pháp sẽ loạn. Nên là bởi vì vấn đề nội bộ, nội an ninh trật tự của đất nước Pháp, Tổng thống Macron phải có những bài phát biểu như vậy. Thà mít lòng Do Thái, nhưng ngược lại bảo vệ được trật tự của Pháp một cách ổn thỏa. Đó, nếu không,
thì chánh quyền mà không khó thể nào sống sót được lắm. Với một cái chánh quyền nó đã bị lỏng lẻo, nó đang sắp sửa lung lay đó, mà bây giờ mà không có tìm biện pháp để dàn xếp trong nội bộ thì ma không không bao giờ ở lại trong chánh phủ được lâu bền. Nên ở trong một cái vị thế kẹt chánh trị của đất nước Pháp, nên là tổng thống Pháp mới có những bài phát biểu này. Nhưng mà cũng do mấy ông Pháp, Nguyên nói thực tế luôn đó mà, Nguyên cũng không hiểu tại sao những cái quốc gia châu Âu đó, họ phái nhận mấy người Trung Đông tị nạn rất là khoái. Khi lúc đó người Á Châu thì họ từ chối. Mà cho Nguyên nói, Nguyên không phải khen người Á Châu của mình. Người Á Châu của mình đó, không phải người Việt Nam không. Nguyên thấy nói chung chung là Á Châu. Khi họ đến một cái quốc gia thứ ba đó, họ hòa đồng. Họ hòa đồng với xã hội. Rồi họ siêng năng làm việc. Còn những cái quốc gia Trung Đông đó, thứ nhất họ không có hòa đồng. Họ đến một quốc gia nào đó, họ hoàn toàn không có hòa đồng. Thứ hai nữa là công việc thì họ không có siêng năng lắm. Nói thật, về cái sự mình kêu là cố gắng, nỗ lực về trong công việc đó, so với người Á Châu mình nó kém xa. Nó kém xa. Nhưng mà ngược lại, những tị nạn thì khoái nhận mấy ông Trung Đông, sợ mấy ông Á Châu. Và bây giờ thì mấy ông Trung Đông ổng quậy. Mấy ông Trung Đông ổng quậy các quý vị. Đây là bản tin liên quan đến Pháp và Do Thái mà Trung Nguyên mạn phép, vì bản tin này được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội nhưng không ai phân tích cho các quý vị. Không ai phân tích cho các quý vị vì người ta không hiểu rõ tình trạng của đất nước Pháp, người ta không hiểu rõ vị thế của Pháp ở trong cái giai đoạn này. Ngoài ra thì vấn đề Trung Đông như thế nào? Thì các quý vị cũng biết đó là cuộc tấn công của Do Thái vẫn tiếp tục tấn công không ngừng. Do Thái vẫn tiếp tục nã pháo vào thủ đô của Liban. Ngày hôm nay thì thủ tướng của Liban đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc, cả thế giới phải dùng áp lực để cho Do Thái ngừng bắn. Mà chúng ta đều biết đó là Do Thái họ không có ngừng. Đã Do Thái với cái đường lối chính trị của ông Netanyahu đó, tôi nói đó, là ông ta muốn nhổ cỏ tận gốc. Nó thẳng là như vậy. Ông ta đang lợi dụng cái thời cơ ngày 7 tháng 10 vừa qua trong cái cuộc khủng bố của Hamas. Ông ta đã quyết định lần này sẽ không bao giờ có ai dám đụng tới Do Thái nữa ở khu vực. Nên là ông ta đã khẳng định rằng bất cứ ai đụng vào Do Thái thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào. Ông ta đã thành công với lực lượng Hamas và bây giờ ông ta cũng đang thành công với lực lượng Hezbollah. Hiện bây giờ cho thấy rõ được là chánh quyền Liban đã sợ hãi. Liban đã không còn đủ can đảm để đối đầu với Do Thái, mà Liban phải cầu cứu cái hội đồng ở nước ngoài, cầu cứu phương Tây, cầu cứu những thế lực mạnh để ép Do Thái phải ngừng bắn. Thủ tướng của Liban đã kêu gọi ngày hôm nay, sau khi thấy rõ được là vị thế của Liban không thể nào đối đầu với Do Thái được. Trong Nguyên nói cái sai lầm lớn nhất của Liban là vẫn tin đồng minh. Cái điều đó các quý vị, bài học của Nguyên trong cuộc đời của mình, bạn bè ai cũng có. Cũng giống như một quốc gia đồng minh ai cũng có. Nhưng mà thực tế các vị nhìn lại cuộc đời mình đi. Những cái lúc mà các quý vị vấp ngã thực sự, khó khăn thực sự, các quý vị còn có ai? Bạn nhiều khi không có, cả luôn người yêu người ta cũng bỏ đi. Nên là cuộc đời con người, khi lúc mà các quý vị ở trong một cái vị thế khó khăn thì các quý vị mới biết đâu là bạn, đâu là mày, đâu là người sống tình đến nghĩa. Thì phần lớn chẳng có bao nhiêu người hết. 100 thằng bạn cao lắm có một người ở lại với các quý vị. Thì trên cái bước đi chính trị ngoại giao, đồng minh nó cũng là như vậy. Khi lúc mà đang bình thường không chiến tranh thì ai cũng nói, ai mà đánh mày là tao sát cánh cùng mày luôn, chơi khô máu nó luôn, đúng không? Chơi khô máu luôn. Nhưng khi bị đánh rồi, có ai can thiệp vào? Ông Iran, ông bắn 180 cái quả tiễn là ông ngừng rồi đó. Ông nói ông bắn xong là ông ngừng rồi đó. Rồi là ông bỏ cho Liban, định mệnh của Liban tự sinh tự diệt rồi đó. Rồi ông nghe, đứng sau lưng giật dây chính trị, rồi có bỏ vô can thiệp không? Lo Ukraine còn chưa xong, của ông Trung Quốc, ông cũng phải do dự vì cái hành động của ông có thể bị châu Âu và Mỹ sẽ trừng phạt. Nên cuối cùng định mệnh của Liban phải bị chỉ của người Liban phải giải quyết.
Và khi lúc đó thì ai cũng xúi dục từ khởi đầu. Xúi dục thì giỏi lắm, nhưng đụng chuyện thì chẳng thấy ai. Nên hiện bây giờ đối với Nguyên, Ly Văn đã bị buông bỏ. Nguyên phải dùng một câu là Ly Văn đã bị buông bỏ, bị những đồng minh buông bỏ. Và tại bởi vì bây giờ Ly Văn phải đi cầu cứu những cái thế lực mà họ cho là thù địch trong quá khứ. Mỹ, Pháp, Anh Quốc, Đức, Pháp, họ cho là những cái thế lực thù địch. Nhưng bây giờ họ phải năn nỉ những cái thế lực này để can thiệp vào. Họ phải năn nỉ những cái thế lực này, họ can thiệp vào. Họ nghe ông Pháp nói họ mừng quá, họ vỗ tay, họ ca ngợi, họ cảm ơn Pháp một cách quá trời. Nhưng mình mới ơn Pháp sao đủ, họ phải kêu gọi Anh Quốc, kêu gọi Mỹ, đặc biệt là Mỹ. Vì Mỹ mới có tác động với Do Thái. Họ bây giờ họ năn nỉ Mỹ, họ năn nỉ để can thiệp, chứ đâu có đi kiếm ông Iran, đâu kiếm ông Trung Quốc, cũng đâu kiếm ông nghe. Thì để cho các cô chú và anh chị em thấy á, là một cái điều á, để chúng ta nhìn rõ được một cái sự việc rằng là trong một cái bối cảnh ngày hôm nay, định mệnh của Liban đang vô cùng nguy kịch. Liban hiện bây giờ nếu mà không có được sự giúp đỡ đến từ những cái thế lực mạnh thì thực tế Liban không cách nào cứu vãn được hết. Liban có thể cứu vãn bằng cách duy nhất, đó là đuổi lực lượng Hezbollah ra khỏi đất nước và nói rằng giờ cái lực lượng nó không còn tồn tại nữa trong đất nước của tôi, họ đi đâu rồi tôi không biết, anh không được quyền tấn công tôi. Và đó là cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Khi lúc đó cho Nguyên nói lực lượng của Liban không cách nào ngăn chặn được đà tiến của Do Thái hết. Do Thái chưa đánh tầm ảnh vì Do Thái đang thăm dò dư luận xã hội, bị áp lực dư luận xã hội quá lớn. Do Thái không dám làm quá mạnh, sợ dẫn đến sự phẫn nộ của đồng minh, nên Do Thái vẫn đang do dự từng bước đi e dè. Chứ để cho Do Thái đánh thỏa ga, Trọng Nguyên nói chưa đến một tuần binh sĩ của Do Thái đến Liban rồi. Nên cái điều đó đến thủ đô, đến cái điều đó để chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay trong một cái bối cảnh tình trạng của chiến tranh nó đang khá là phức tạp, và nó cũng gieo lên chúng ta nhiều bài học đáng giá để chúng ta nghiên cứu trong cái bước đi an ninh trật tự của Việt Nam chúng ta. Đó là bài học đáng giá là đừng có tin tưởng đồng minh, đừng có tin tưởng đồng minh, hãy tự dựa vào bản sức mạnh, phải đánh giá khả năng sức lực của mình, chứ đừng có cộng sức đồng minh vào. Mày đụng tao, tao có 5 anh em đó. Đụng chuyện không có thằng anh em nào hết. Mình đừng có tính, mình phải tính khả năng sức mạnh của mình. Chứ tính đồng minh là không ổn, tính đồng minh là không ổn. Ngoài ra thì vấn đề Iran và Do Thái vẫn nằm ở trong một cái giai đoạn mà hồi hộp, khi Do Thái vẫn muốn trả đũa Iran. Nhưng mà thì các vị cũng biết là trả đũa như thế nào mới hợp lý. Vì không phải là cuộc chiến tranh toàn vẹn, Do Thái cũng không muốn bước cuộc chiến tranh toàn vẹn với Iran. Do Thái trả đũa thì muốn trả đũa đó, nhưng trả đũa như thế nào mới là hợp lý? Trả đũa như thế nào để cho Iran phải sợ hãi? Khi lúc đó thì chính quyền Joe Biden đã đặt ra nhiều rào cản. Thứ nhất là không tấn công vào nhà máy hạt nhân. Thứ hai là không tấn công vào dầu hỏa. Về vấn đề nhà máy hạt nhân á, thì phía bên Do Thái đó hình như họ đồng ý. Họ không có một cái lời phản kháng nào với cái đề nghị của Tổng thống Joe Biden. Nhưng về năng lượng thì khác. Phía bên Do Thái đó hình như họ không đồng ý với cái vấn đề vấn đề là không cho phép họ tấn công vào những cái nhà máy bơm dầu, lọc dầu của Iran. Hình như là họ không đồng ý cái quan điểm đó. Vậy là có thể trong tương lai, Nguyên dùng cái chữ có thể trong tương lai, Do Thái sẽ đáp trả Iran trong những cái nơi lọc dầu, chứa dầu. Và cái điều đó là cái điều mà Tổng thống Joe Biden sợ hãi nhất, vì nó vô cùng bất lợi cho cái cuộc bầu cử tại Mỹ, cho đảng Dân Chủ. Nếu mà cái khủng hoảng dầu hỏa trong vòng gần cái giai đoạn cuối cùng, còn có một tháng bầu cử ra, mà cái giai đoạn này mà cái giá dầu hỏa mà nó tăng lên một cái, thì cái cơ hội của bà phó tổng thống mà thắng đó, nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Nên là tổng thống Joe, ông không muốn. Nhưng mà Do Thái họ không có hứa, có cái điều đó tôi không có hứa. Vấn đề hạt nhân thì ok,
tôi có thể chấp nhận. Nhưng mà vấn đề cái nơi lọc dầu, chứa dầu đó thì tôi không có hứa với anh. À, Tổng thống Joe bây giờ đang hồi hộp lắm. Đang năn nỉ Netanyahu ơi, mày chờ bầu cử xong đi. Rồi mày hãy quýnh. Mày quýnh chút nào cũng được mà sao bầu cử đi Netanyahu ơi. Tội nghiệp cho bác Joe nhà ta. Bác Joe nhà ta tuổi đã lớn rồi. Bây giờ còn vài tháng nữa là hết cái nhiệm kỳ của mình. Nhưng mà thế giới đang hỗn loạn. Phải làm việc quá nhiều. Phải làm việc quá nhiều. Vừa vấn đề của Ukraine, vừa vấn đề của Trung Đông, vừa vấn đề của Trung Quốc. Ông nó tâm mệt quá bay. Thực tế đó, mình chứ Nguyễn nhìn, Nguyễn đặt cái vị trí của ông á. Nó 82 tuổi rồi tâm mệt, tao sắp về hưu rồi mà. Tao sắp sửa về hưu, tao còn có tao ở đây, còn có mấy tháng nữa cho mày cho tao hưởng thụ được cái vị trí của ông Tổng thống. Thoải mái được không mấy bay? Tụi bay ngừng bắn một thời gian để cho tao qua cái nhiệm kỳ của tao nó tốt đẹp được không mấy bay? À, Nguyên nghĩ là ông cũng mệt chứ. Tại bởi vì thứ nhất là bây giờ ổng phải yếu rồi, rồi còn phải làm việc nhiều nữa. Vì chắc các vị biết chỉ là họp mỗi ngày, một ngày họp 5-6 tiếng. Rồi chưa nói là những cái quốc gia điện thoại đến để mà nói chuyện nữa. Bởi vì có những vấn đề họ bắt buộc phải liên hệ với Hoa Kỳ để giải quyết những vấn đề mấu chốt, những cái quyết định mà phải cần sự chấp thuận của Tổng thống Joe. Họ phải nói chuyện với Tổng thống Joe. Và một ngày vừa phải đi họp với an ninh quốc gia, vừa phải nói điện thoại với nhiều nguyên thủ quốc gia. Trời ơi! Giờ đâu mà tao chơi với chó? Giờ đâu mà tao nghỉ ngơi? Đấy. Nguyên nghĩ là tội nghiệp cho Joe chứ. Khi lúc đó cái nhiệm kỳ còn có vài tháng nữa, thì ngược lại cái vài tháng cuối thời của Tổng thống Joe nó lại hoàn toàn sôi động. Sôi động. Cái điểm thấy rõ là bác Joe nhà ta và lo lắng những cái hành động của Do Thành, những cái thị của mình, và nó dẫn đến những cái sự thiệt hại trong bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Tình trạng của Trung Đông thì những ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rõ được là sau khi cuộc tấn công của Do Thái vào Yemen, Mỹ cũng tấn công. Trung Nguyên nhắc là Anh Quốc cũng có tấn công. Thì ngay lập tức Yemen im phăng phắc. Ngay lập tức luôn, tổ chức Houthis ở đâu không còn thấy nữa. Sau khi 15 mục tiêu của Mỹ tấn công và Anh Quốc cũng đã có tấn công và trước đó Do Thái cũng đã tấn công, thì tổ chức Houthis Yemen bỗng nhiên im phăng phắc liền. Im phăng phắc luôn. À, không còn lên tiếng đồ đe dọa gì nữa hết. Đó. Bị dỗ vào mặt vài cái, một cái là im luôn. À, bây giờ khổ là các người. Người ta nói chuyện đàng hoàng, nhẹ nhàng. Người ta nói chuyện văn minh, lịch sự. Người ta kêu gọi các anh ngừng đi. Các anh đừng có bắn tôi nữa, các anh đừng khiêu khích tôi nữa, à, các anh đừng làm điều đó nữa, thì không chịu nghe. Đe dọa người ta, tấn công vào căn cứ quân sự người ta, bắn vô tàu bè của người ta. Đúng không? Sao người ta quất một cái đoàn một duy nhất? Rồi im phăng phắc luôn. Câm như hến luôn. Có dám đe dọa nữa không? Có dám tấn công nữa không? Nó quýnh thêm một đợt nữa là đất nước Yemen bình địa luôn. Cái đất nước không có hệ thống phòng không, đất nước không có bất cứ một cái vũ khí tân tiến, đất nước không có vệ tinh, một đất nước nó cũng nó lạc hậu. Mà đi đánh với một cái quốc gia cường mạnh trang bị vũ khí. Họ đang mơ tưởng thời chiến tranh Việt Nam năm 1975 hay gì đó. Cái thời buổi đó chứ thời buổi bây giờ nó hoàn toàn khác biệt. Cứ mơ tưởng là yếu thắng mạnh về công nghệ, đó là chuyện nó không bao giờ có đâu. Cái đó là không bao giờ có đâu. Với cái công nghệ ngày hôm nay, cái điều đó nó không bao giờ có. Ngày xưa nó không có chính xác, nó không có vệ tinh, nó không có hỏa tiễn tầm xa, nó không biết chữ chỉ huy nằm ở đâu, đầu nỏ nằm ở đâu. Bây giờ nó biết hết. Nhìn đi, nhìn cái bức tranh ở tại Hamas với Hezbollah đi. Trong vòng 2 tuần lễ, tổng cộng gần 40 ông lãnh đạo Hamas và Hezbollah đã tử vong. Bên 20. À, nó quýnh trong vòng chỉ có mấy tuần lễ thôi là lãnh tụ tối cao đi bắn muối hết. Bây giờ cái công nghệ ngày hôm nay mà còn mơ tưởng cái thời Việt Nam đánh chiến tranh Việt Nam, thời điểm đó công nghệ nó chưa có, vệ tinh định vị nó không có, nó không có những cái vũ khí như vậy.
Chứ bây giờ thì trời ơi, chùm đầu sỏ là ló đầu là chết, ló đầu là chết. Nên lý do đó mà nhà lãnh tụ tối cao Ali đâu có dám ló đầu. Phát biểu là trốn liền. Ông nói dữ lắm. Mỗi lần phát biểu là nhiều hơn. Xóa sổ Do Thái, đoàn kết, phải máu phải trả bằng máu. Dữ lắm. Vừa nói xong là ông núp đầu tiên nhất. Ông vừa nói xong một cái là hộ tống ông chạy xuống băng kê liền. Vì sợ ông vừa nói xong là quả tiễn nó đến. Mà sợ như vậy. Sợ như vậy, sợ chết như vậy, nhưng lại xúi dục người ta đánh chiến tranh. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên lúc nào cũng thắc mắc hết mấy ông chính trị gia. Cũng giống như Putin á, ép người ta đánh chiến tranh, tại sao không cầm súng đi đánh ông dẫn đầu đi. Thực tế đối với Nguyên đó, các anh muốn đánh chiến tranh chính trị đó, cái hiến pháp mai mốt mà Nguyên mà làm tổng thống đó, là cái hiến pháp của Nguyên, anh muốn đánh chiến tranh là anh phải cầm súng đi đầu chứ. Ai muốn thích đánh chiến tranh gì? Rồi, người nào bỏ phiếu đánh chiến tranh, phát cho thằng cái súng, chỉ huy đi lực lượng đi đầu chứ. Đó, cho anh cái súng vô huấn luyện quân đội vài tháng, thảy anh qua bển ra chiến trường dẫn quân đi đầu trước. Anh bỏ phiếu đánh chiến tranh, anh đồng ý chiến tranh, đi ra chiến trường trước. Cứ xúi dục con người ta đi lính, ép con người ta đi lính, rồi ngồi ở trong cái văn phòng chánh trị, hút xì gà, uống whisky, ôm gái đẹp. Đó, có đánh chiến tranh đâu. Chừng nào mấy ổng cầm đi súng, ổng đi lên chiến trường đó, đó thì hả nói, ổng có đánh đâu, có chết đâu. Nên là cái điều Nguyên đã thấy rõ, giống như là nhà lãnh tụ tối cao Hoa Ly đó, vừa nói xong mà chui xuống hầm, ổng có chết đâu, ổng có người bảo vệ, ổng có hầm. Còn ổng xúi dục là những cái lực lượng khác để tấn công vào Do Thái. Nhưng ổng phải đừng quên là Mỹ không buông bỏ Do Thái. Một cái giai đoạn nào đó Mỹ thấy Do Thái gặp khó thì Mỹ cũng sẽ can thiệp. Nên là hiện bây giờ họ không đánh thắng Mỹ thì tốt nhất phải tìm một biện pháp khác. Vì Mỹ không buông bỏ Do Thái. Cái hành động của Mỹ thì các quý vị đã thấy rõ. Mỹ đã điều động không biết bao nhiêu khí tài quân sự. Và Mỹ hiện bây giờ chưa can thiệp vào bởi vì Do Thái đang chiếm ưu thế, không cần thiết phải có Mỹ. Hiện bây giờ Mỹ không can thiệp vì mình ên Do Thái là đủ rồi. Mỹ nhúng tay giơ tay mình làm cái gì? Bị người ta lên án. Nên Mỹ đứng ngoài cuộc bởi vì Mỹ hiện bây giờ không cần thiết phải nhúng tay vào. Nhưng nếu một cái giai đoạn nào đó mà Do Thái gặp khó khăn thì Mỹ sẽ can thiệp ngay lập tức. Tầm ảnh hưởng của Do Thái với Mỹ nó rất là lớn, nó rất là lâu đời. Và đặc biệt hơn nữa, những cái người mà Nguyên nói là những cái người họ mang hai quốc tịch gốc người Do Thái ở tại Mỹ, cái nền tảng xã hội của họ bên bển và trong bộ máy chính trị của Mỹ nó rất là bị tầm ảnh hưởng rất là lớn. Đó là bản tin của Trung Đông ngày hôm nay. Và bây giờ Trung Nguyên mạn phép nói về bầu cử tại Mỹ một chút xíu. Các bạn biết ngày hôm nay thì người ta đã nói rất là nhiều về cái sự quay trở lại của Tổng thống Zelensky đến một cái nơi mà mình bị ám sát khủng ở Pennsylvania. Thì cái sự việc mà quay trở lại đó nó cũng là một cái sự biểu tượng rằng là Tổng thống Trump không có phục hồi. Tổng thống Trump đã quay trở lại cái nơi Pennsylvania đó là để muốn khẳng định rằng là chỗ đó tôi đã từng bị ám sát xém chết, nhưng tôi sẽ không bao giờ sợ hãi nó, vẫn vượt qua nó. Sự hiện diện của cựu Tổng thống Trump ở tại nơi đó đã làm nhiều báo chí đã viết rất là nhiều. Nhưng mà Nguyên muốn nói đây là cái bài phát biểu của ông Elon Musk nó mới hấp dẫn. Nguyên nói thật với các vị là Nguyên không ngờ ông Elon Musk đã có thể có bài phát biểu như vậy. Nguyên nói thật với các vị là Nguyên không ngờ. Cỡ này thì Nguyên thấy là ông Elon Musk ông muốn xen vào chính trị. Và Nguyên biết là trong tương lai ông cũng muốn dấn thân trong chính trị sau những cái nhiệm kỳ kế tiếp của sau cái bầu cử đợt này. Nguyên nghĩ là ông cũng muốn. Thấy được từ lúc mà ông mua cái trang mạng bây giờ là trang mạng X đó, mà đợt ngày chưa là Twitter, bây giờ là X, ông đổi tên thành X đó, là thấy cái dấu hiệu là ông muốn xen vào chính trị. Và những comment của ông trên mạng xã hội nó đầy liên quan đến chính trị. Có thể là ông làm tỷ phú ông chán rồi, ông thấy tỷ phú là tôi hạng nhất hạng nhì hoài, bây giờ tôi muốn có quyền lực, có tiền nhưng không có quyền, nên bây giờ ông ta muốn có quyền lực. Nếu là gần đây ông ta xen vào chính trị, đặc biệt là đợt này. Cái bầu cử 4 năm trước, ông ta không ủng hộ bác Trump. 4 năm trước, ông ta có nghiêng về bác Trump. 4 năm trước,
ông ta đã nghiêng về Biden. Nhưng bầu cử đợt này ông ta ủng hộ bác Trump. Mà cách ủng hộ của ông ta làm cho Nguyên rất là ngạc nhiên, đặc biệt là cái bài phát biểu của đợt này. Bài phát biểu của ông Elon Musk ngày hôm nay có một cái câu nói mà làm cho Nguyên gãi đầu hoài. Ông ta lấy ở đâu ra mà ông ta suy luận như vậy? Ông ta nói rằng đó, nếu mà để cho bà phó tổng thống thắng cái bầu cử đợt này ngày 5 tháng 11, thì đây là cái bỏ phiếu cuối cùng của đất nước Mỹ. À, ông ta nói mà, nếu mà để cho bà phó tổng thống thắng thì đất Mỹ từ nay sắp tới không còn bỏ phiếu nữa. Có nghĩa là sao? Đất nước Mỹ trở thành một cái quốc gia độc tài cộng sản không cần bỏ phiếu nữa? Hay là đất nước Mỹ không còn tồn tại? Đó, cái ý của ông là như vậy. Ông nói á, chúng ta đã nghe quá nhiều những tin fake, là những tin bịa đặt, đặc biệt đến từ cả ông tỷ phú George Soros. Một ông tỷ phú đã đầu tư về truyền thông báo chí của Hoa Kỳ đã bịa tin cái là tin dịch, tin giả, cho rằng là Bắc Trump là người đe dọa đến nền an ninh trật tự hòa bình của Hoa Kỳ. Nhưng không, không. À, cái người đe dọa an ninh nền trật tự không phải là Bắc Trump mà là Đảng Dân Chủ, mà do bà Harris. Nếu bà ta thắng được này là một cái ác mộng cho người Mỹ, và đất nước Mỹ sẽ không còn có một cái cuộc bỏ phiếu nào nữa. Adu. Thì Nguyên không có hiểu là, nói thực tế là Nguyên chưa bao giờ thấy có một bài phát biểu nào mà nó có kiểu mãnh liệt, mà nó có cái kiểu mà Nguyên nói, Nguyên phần cho là cực đoan, nó nghiêng qua một phía tới mức độ như vậy. Thì Nguyên không biết ông lấy đâu, ông lấy đâu một cái thước đo để ông khẳng định cái điều đó. Nhưng đó là những cái câu nói mà Nguyên nói là chấn động. Đặc biệt ông là một cái nhà tỷ phú, mà nói là cái tầm ảnh hưởng ông rất là lớn. Ông là người được theo dõi nhất trên thế giới này. À, ông là được cái trang xã hội, cái mạng xã hội, ông là người được theo dõi nhất trên thế giới. Cái tầm ảnh hưởng ông rất là lớn, ông Elon Musk. Nhưng ông lại có những cái bài phát biểu mà Nguyên, có thực tế là Nguyên cũng hơi bị bất ngờ. Nguyên hơi bị bất ngờ ngày hôm nay cái bài phát biểu của ông rất là dài, và phải ông dài lắm. À, nhưng mà Nguyên chỉ có trích đoạn lại, Nguyên có trích đoạn lại cho các quý vị thôi. À, chứ bài phát biểu của ông rất là dài. À, Nguyên không biết có ai phiên dịch chưa. À, khá hay đó. Khá hay, bài phát biểu của ông khá hay, mà khá hấp dẫn cho Đảng Cộng Hòa nghe thì chắc hay lắm. Mấy bác Đảng Cộng Hòa nghe thì sướng tai lắm. Nhưng mà Đảng Dân Chủ nghe thì lùng bùng cái lỗ tai. Đảng Dân Chủ nghe là lùng bùng cái lỗ tai. À, chứ Đảng Cộng Hòa nghe thì sướng tai, nhưng Đảng Dân Chủ nghe thì lùng bùng cái lỗ tai. Thì bên nào thì ủng hộ bên đó. Đơn giản là vậy thôi mà. À, thì ngoài ra thì đó là cái điều may mắn cho bác Trump, là bác có một cái sự mà kêu là cũng một cái sự người ủng hộ, mà cái người đó nó có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn ở xã hội Hoa Kỳ hay là cái xã hội thế giới, đó là ông Elon Musk. Còn bà phó tổng thống thì bà ta cũng không thua kém, bà ta có sự ủng hộ rất là mãnh liệt đến từ những đàn anh của mình. Ngày hôm nay thì ông cựu tổng thống Barack Obama đã lên tiếng là tôi sẽ thúc đẩy sự vận động, yểm trợ cho bà phó tổng thống. Có nghĩa là cựu tổng thống Hoa Kỳ sẽ sức chiêu đi meeting, đi khắp nơi để đi kêu gọi sự bầu cử. Thấy chưa? Bên Đảng Dân Chủ đâu phải là thiếu người. Và cái sự tầm ảnh hưởng của cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama không hề nhỏ, nhất là cộng đồng người da đen. Đó, cộng đồng người da đen. Và cộng đồng người da đen cũng chiếm một con số đáng kể ở tại đất nước Hoa Kỳ. Con số 2 so với những cộng đồng khác. Thì để cho cô chú anh chị em thấy rõ được rằng là cái tầm ảnh hưởng ngoài ông cựu tổng thống Barack Obama ra, thì có bà cụ đệ nhất phu nhân và cả luôn ông Clinton sẽ đứng ra yểm trợ cho bà phó tổng thống. Ngoài những cái người mà kêu là khá là nổi bật, nổi tiếng, có thể đi vận động và kêu gọi khắp nơi, thì sau lưng bà Harry còn có chị hai giang hồ là chị hai Nancy yểm trợ. Đó, chị đừng bao giờ khi dễ quyền lực của bà Nancy, tuy rằng bà không còn là chủ tịch Hạ viện nữa. Bà không còn là chủ tịch Hạ viện nữa.
Nhưng mà bà lại là người có quyền lực ngầm ở tại Hoa Kỳ rất lớn. Tầm ảnh hưởng của bà nó khủng khiếp. Nói chung là nếu Joe rớt đài ngày hôm nay là do bà Nancy. Joe không còn là ứng cử viên, những giây phút cuối cùng là do bà. Chính Joe đã nói điều đó. Chính Joe đã thừa nhận lý do tôi không được ứng cử nữa là bởi vì tôi không được ủng hộ của bà Nancy. Để cho các vị biết là đừng thấy bà chị hai giang hồ của chúng ta máu lửa 80 mấy tuổi, 84, 85 tuổi vậy đó. Nhưng quyền lực của bà rất là mãnh liệt ở trong đảng phái của bà. Đảng phái của bà ai cũng phải nể mặt nể mũi bà hết. Đó. Nên là sau lưng bà phó tổng thống Harry có những cái thế lực hùng hậu yểm trợ. Khi lúc đó thì bác Trump không có điều đó. Đảng Cộng Hòa thì ủng hộ bác Trump, thì đại diện cho bác Trump ra mà tất nhiên là vẫn ủng hộ. Nhưng họ không có một cái sự nỗ lực như vậy. Bác Trump vẫn, trói như nguyên, nó vẫn là đơn độc trong cái bộ máy chính trị. Bác Trump không có được cái sự, những cái người nổi tiếng, nổi bật của Đảng Cộng Hòa, những cái ông cụ tổng thống hay ai đó đưa ra ủng hộ. Nhưng mà phía bên Đảng Dân Chủ thì có. Đó. Nên là hiện bây giờ thì đang cạnh tranh sát sao trong những cái nguyên đó là cuối đường, ai cũng đang đua hết. Đua với cái tốc độ mãnh liệt đến giây phút cuối. Thì bây giờ nó cũng cận kề rồi. Bây giờ các quý vị chuẩn bị tâm lý đi. Các quý vị phải nhớ là trước khi hành động là đầu óc tâm lý nó phải chuẩn bị sẵn. Chuẩn bị sẵn. Các quý vị phải chuẩn bị cái tâm lý bầu cử đất nước Mỹ ngày hôm nay nó sẽ có đầy sóng gió. Cái bài phát biểu của ông Elon Musk nó đã gieo lên thấy rõ nét cái sự sóng gió nó rồi. Bài phát biểu ông dài lắm, Nguyên không có nhớ hết, Nguyên chỉ có nhớ nội dung chung chung. Khi lúc đó ông ta nhắc lại một nhà tỷ phú đáng sợ, George Soros, một nhà tỷ phú chuyên gia giật dây chính trị trong bóng tối. Không làm chính trị, nhưng ở trong bóng tối giật dây chính trị. Đặc biệt là lợi dụng truyền thông làm một cái sự việc. Ông ta đã nêu lên cái người đáng lo. Rồi ông ta đã nêu lên cái đường lối của đảng Dân Chủ nó sẽ tương lai giống như đảng Cộng sản. Mấy bác đảng Cộng hòa nó vui lắm. Mấy bác đảng Cộng hòa. Trung Nguyên hỏi mấy bác ở Mỹ ai đảng Cộng hòa, Trung Nguyên số 1 ấy. Ở đây mấy bác nào theo dõi chương trình tại Mỹ ai đảng Cộng hòa, Trung Nguyên số 1. Mấy bác ở Mỹ ai đảng Cộng hòa. Còn mấy bác Việt Nam làm gì có cơ hội được làm đảng Cộng hòa. Ở Việt Nam bắt bác là bị bắt buộc với đảng Cộng sản rồi. Ở Việt Nam đâu có nhiều đảng, mình có một độc tôn thì làm sao có nhiều đảng được. Có nhiều cô chú anh đảng Cộng hòa vậy hả? Bên Mỹ nhiều cô chú anh chị em đảng Cộng hòa vậy đó. Thì đối với mấy cái cô chú anh chị em ở bên Mỹ đảng Cộng hòa đó, cái đường lối đảng Dân Chủ là đảng Cộng sản. Đó. Hiện bây giờ đối với cô chú anh chị em đảng Cộng hòa, đường lối của đảng Dân Chủ là đảng Cộng sản. Đó. Nhưng có phải thật là đảng Cộng sản hay không thì Nguyên không thấy cái điều đó, Nguyên không có đồng ý lắm, nhưng mà ok, nhưng mà Nguyên thấy nhiều người họ cho là như vậy. Họ cho là cái xu hướng của đảng Dân Chủ đang đi cái xu hướng của đảng Cộng sản. Đúng, người bác đúng ý, đúng. Đó là quan điểm của bác, Nguyên không nói đúng hay sai. Mỗi người cũng có một cái nhìn riêng và mỗi người có một cái phân tích riêng. Mỗi người vừa qua thì Nguyên có chia sẻ là Nguyên thường xuyên đọc lời báo Le Monde. Lời báo Le Monde thì nó cũng giống như báo New York Times vậy đó. Nó cùng hệ. Le Monde New York Times Nguyên nghĩ là cùng chủ luôn á. Le Monde New York Times nó cùng hệ. Thì ở bên Pháp á, hay là ở bên châu Âu nói chung á, cái đảng xã hội nó lớn mạnh vô cùng. Mà đảng xã hội á, thì nó lai lai đảng Dân Chủ. Ngoài cái đảng xã hội ra ở tại châu Âu này có kêu là đảng xanh, nó mạnh liệt. Kêu là đảng xanh, kêu là đảng ve đó, nó mạnh lắm. Ở tại châu Âu này, đặc biệt là những quốc gia Bắc Âu á, nó càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà đảng xã hội là cái đảng chính, nó chiếm phần lớn và báo chí phần lớn là nằm ở trong đảng xã hội.
70% tờ báo nằm trên mạng xã hội, còn 30% là nghiêng về đảng phái khác, nhưng mà phần lớn đối với Nguyên nó nằm ở đảng xã hội, phần lớn. Và tất nhiên là mình phải đọc hết tất cả tờ báo khác nhau, giống như Nguyên vẫn đọc tờ báo New York Times, Nguyên phải đọc hết. Bởi vì mình không đọc đó, thì mình sẽ bị người ta dẫn dụ mình nghiêng về một phía. Cũng giống như Nguyên đọc một bản tin đến từ Nga, thì Nguyên cũng phải đọc cái bản tin đến từ Ukraine. Cùng bản tin đó, Nguyên phải tìm hiểu hai bên nói nó có ăn khớp hay không, nó có sự thiếu sót gì hay không. Và từ đó, chính bản thân của Nguyên đưa ra cái phân tích. Chứ Nguyên không có đọc một cái tờ báo, vì một tờ báo không bao giờ trung thật hết. Vì bên nào cũng nói tốt cho mình hết, không bao giờ tự mình nói mình xấu bao giờ. Đó, đó. Nên là bên nào cũng sẽ nói tốt về phe bên mình hết. Nên là cái điều tốt nhất là mình có một cái bỏ thời gian ra đọc báo thì đọc cả hai bên. Các bác nói ui đọc báo đảng Cộng sản vô tao nhức đầu lắm. Đọc báo đảng Dân chủ vô tao nhức đầu lắm. Nhưng mình phải biết người ta suy nghĩ cái gì. Mình phải biết người ta suy nghĩ cái gì. Mình đọc mình mới biết được. Còn nếu không sao biết được. Đây là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sẵn tiện đến Mỹ thì Trung Nguyên nói một chiếc máy bay của Mỹ cỡ này, Boeing của Mỹ tệ lắm nha. Mấy bác đi Mỹ phải cẩn thận nha. Một chiếc máy bay đang đáp xuống ở tại Nevada, Las Vegas. Chở 197 người. Đáp xuống nó bốc cháy. Cỡ này máy bay của Mỹ là có vấn đề. Rất là vấn đề nghiêm trọng. Máy bay của Mỹ nghiêm trọng.